Hello Khánh. Hello cô. Ok, turn on your camera. Bật camera lên con. Ok. Sao Sally? Cái gì nhỉ? Tên con không chơi à? Hả? Không đi chơi à? Bố chưa về hả? Con lại. Dạ. Bố con chưa về nên con không được đi chơi hả? Dạ. Ok. Mình sẽ ôn tập lại từ mới và học bài ngày hôm nay nha. Khánh nhìn thấy màn hình của cô chưa? Cô nhìn chưa? Sao con nhìn thấy chưa nào? Hãy nghe thấy cô nói không? Nghe thấy chưa cô? Tôi không trả lời như cô. Con bận mất to lên. Có bận nhỏ quá. Con ơi, con nghe thấy cô chưa? Nghe thấy hả? Cô bị ao ra. Khánh nghe thấy cô chưa con? Nghe thấy hả cô? Nào, mình học nha. Yeah. Hôm nay hơi kém. Với lại buổi học hôm nay thì mình sẽ chỉ học được 40 phút thôi. Bởi vì cái phần mềm Zoom này bây giờ nó cải tiến lên. Nghĩa là nó ép mình là mình chỉ được miễn phí trong vòng 40 phút. Thế nên là hôm nay Khánh sẽ học 40 phút cho cô và hôm sau cô mình sẽ học 45 phút trên nền tảng khác nhá. Được chưa? Cô sẽ dặn mẹ sau, được chưa? Mẹ sẽ giúp con cài đặt như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ đọc những cái từ mà mình học buổi hôm trước nhá. Từ đầu tiên là từ donkey, đọc cho cô. À sorry, không phải từ này. Nào, từ đầu tiên donkey. 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 Là con gì nhỉ? Ủa, mấy từ này con đọc rồi mà cô. Mình ôn tập lại. À, donkey. Là con gì? Con lừa. Đúng rồi. Elephant. Elephant. Là con voi. Thì thế nào? Crocodile. Crocodile. Là con cá sấu. Được chưa? Tiếp theo. Snake. Snake. Đúng rồi, là con rắn. Monkey. Monkey. Là con khỉ. Là thế nào? Bird. Bird. Là con chim. Là thế nào? Tiếp nha. Tiger. Tiger. Là hổ. Và hippo. Hippo. Là con hà mã. Lizard. Lizard. Là con lizard, đọc lại cho cô. Lizard. Lizard. Là con thằn lằn. Thế nào? Tiếp theo, spider. Spider. Là con nhện. Polar bear. Polar bear. Polar bear. Là con gì nhỉ? Là con gì con? Gấu Bắc Cực. Đúng rồi. Tiếp theo, zebra. 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 Là con gì nhỉ? Con ngựa vàng. Đúng rồi, rất tốt. Tiếp theo, jellyfish. Jellyfish. Đây là con sứa. Được chưa nào? Tiếp theo, bee. Bee. Là con ong. Parrot. Parrot. Là con vẹt.
Được chưa nào? Tiếp. Ok, hôm trước thì mình đã học về từ can và từ can't. Cô nhắc lại nhá. Can dùng để chỉ khả năng và sự cho phép. Ví dụ cô nói là tôi có thể nói tiếng Anh thì sẽ là I can speak English. Được chưa? Cô cho phép, nói về sự cho phép thì ví dụ như là mẹ con bảo với con là con có thể đi chơi vào ngày mai chẳng hạn, you can play tomorrow. Ví dụ con có thể chơi trò chơi điện tử vào ngày mai chẳng hạn thì mẹ của con sẽ bảo là you can play video games. Được chưa nào? Vậy thì từ can này nó có hai chức năng. Thứ nhất nó để chỉ khả năng, dịch là có thể, được chưa? Thứ hai nó để chỉ sự cho phép. Được chưa nào? Tiếp theo công thức của nó sẽ là chủ ngữ cộng can hoặc là cannot nếu là phủ định. Phủ định của nó thì là không thể thôi. Được chưa? Chủ ngữ cộng can hoặc cannot này cộng với động từ nguyên thể. Được chưa? Động từ nguyên thể nha con. Được chưa? Ok, được rồi. Hôm trước thì Khánh đã làm bài này rồi. Được chưa? Nào, tiếp theo con sẽ nghe và color the snakes. Listen and color the snakes. Snake là con gì nhỉ? Con rắn. Đúng rồi. Thì trong bài nghe này hơi lạ một chút, đó chính là con sẽ phải nghe. Nghe sau đó con sẽ tô màu những cái con rắn. Con nhìn thấy con những con rắn trong bức tranh này nó chưa có màu đúng không? Và con sẽ phải ví dụ con chỉ cần ghi ra vở thôi, bởi vì ở trong cái lúc này nó sẽ không có đủ màu để con tô. Chính vì thế con chỉ cần chú thích cho cô, ví dụ con rắn dưới nước là màu vàng chẳng hạn. Đó, con rắn leo ở trên cây là màu gì? Con rắn trên tai con voi là màu gì? Con rắn ở đằng sau con khỉ là màu gì? Và con bảo với cô thôi. Khánh hiểu không con? Dạ. Ok, thế bây giờ con sẽ nghe và con sẽ tô màu sắc của những con rắn nhá, được không? Dạ. Ok, nào bắt đầu nghe. Animal ch- con nghe được chưa Khánh? Nghe được rồi cơ. Challenge 25B Animal Challenge. Look at the picture. Listen and look. There is one example. There are lots of snakes in this picture. Yes, there are. Can you see the snake behind the big flower? The snake behind the big flower? Yes. Can I colour it grey? Yes, that's a very good colour for it. One. There's a snake on the elephant's ear. Colour that snake now. Okay. Which colour? Colour the snake on the elephant's ear blue, please. Okay. There. Two. There's a snake in the water too. I know. Colour that snake now. What colour? Colour the snake in the water red. Okay. I'm doing that now. Three. And there's a snake under the tiger. You're right. Colour that snake yellow. Can you do that? Yes. I can. I'm making it that colour now. Good. Four. One snake is in the tree. Let's colour that one now. Okay. Can I colour it purple? Yes, you can. Great. The snake in the tree is my favourite colour now. Look. Five. I can see a snake between the monkey and the bird. Me too. Can I colour that one brown, please? Yes, you can. The one between the monkey and the bird. Great. There. Well done. Ok. Ok, nào, con nghe được chưa? Nghe được rồi cơ. Thế con nghe lại một lần nữa không? Có. Ok, nghe lại nha. 25.
Objective B. Animal challenge. Look at the picture. Listen and look. There is one example. There are lots of snakes in this picture. Yes, there are. Can you see the snake behind the big flower? The snake behind the big flower? Yes. Can I colour it grey? Yes, that's a very good colour for it. One. There's a snake on the elephant's ear. Colour that snake now. OK. Which colour? Colour the snake on the elephant's ear blue, please. OK. There. Two. There's a snake in the water too. I know. Colour that snake now. What colour? Colour the snake in the water red. OK. I'm doing that now. Three. And there's a snake under the tiger. You're right. Colour that snake yellow. Can you do that? Yes, I can. I'm making it that colour now. Good. Four. One snake is in the tree. Let's colour that one now. OK. Can I colour it purple? Yes, you can. Great. The snake in the tree is my favourite colour now. Look. Five. I can see a snake between the monkey and the bird. Me too. Can I colour that one brown, please? Yes, you can. The one between the monkey and the bird. Great. There. Well done. OK, cô chữa nhá. Thế nào? Khánh nghe được con rắn ở dưới nước là màu gì con? Không biết. Con đọc đáp án cho cô xem nào. Đọc bài làm của Khánh cho cô. Con làm được có mấy câu à? Ừ, con cứ đọc đi. Con tô màu được con rắn ở cây à? Cây là màu đỏ. Gì nữa? À, con rắn ở trên tai của con voi là màu xanh. Hết rồi đúng không con? Ở dưới bụng con hổ nữa. À, dưới bụng con hổ là màu vàng. Được rồi. Nghe tốt đi chứ, được chưa? Nào, bây giờ mình sẽ check đáp án nha. Rồi, cô nhớ đáp án của Khánh rồi. Bây giờ mình sẽ xem Khánh làm đúng chưa nhá. À, đâu rồi? OK. Nào bây giờ mình sẽ xem Khánh làm đúng chưa nhá. Nó không cho con đáp án luôn. Và bây giờ con sẽ phải, cô sẽ nghe, cô sẽ đưa ra cho Khánh đáp án và cô sẽ chữa luôn cho Khánh nhá. Nào nghe này. Thôi. Nghe nhá. Animal challenge. Listen and look. Big flower. Ah. There are lots of snakes in this picture. There are a lot of snakes in this picture. Có thật là nhiều con rắn ở trong bức tranh này. Yes, there are. Yes, there are. Đúng rồi. Can you see the snake behind the big flower? Can you see the snake behind the big flower? Có nhìn thấy con rắn ở đằng sau bông hoa rất to không? Đó chính là con rắn này đấy, đúng không? Xem nghe xem nó màu gì nhá. The snake behind the big flower? Yes. Can I colour it grey? Oh, can I colour it grey? Grey là màu gì con? Grey là màu xám. Ờ, đúng rồi, màu xám. Thế con tô màu đúng chưa con? Hôm nay con đã tô màu đúng chưa? Chưa. Chưa hả? Nó có con tô... sẵn rồi mà. Ờ, à, được rồi, nó có sẵn rồi. Nhưng mà cô thấy lúc nãy con di màu gì đó. Tiếp nha. Vậy thì đây chính là ví dụ của bài. Đây là con
Con rắn này nó sẽ là màu xám, được chưa? Thì bạn này sẽ color this snake gray, được chưa? Tiếp nha. Yes, that's a very good color for it. One. There's a snake on the elephant's ear. There's a snake in the elephant ears. Có một con rắn ở trên tai của con voi. Color that snake now. Color that snake now. Hãy tô màu con rắn đó thôi. Okay. Okay, được thôi. Which color? Which color? Màu nào bây giờ? Color the snake on the elephant's ear blue. Blue, được chưa? Vậy thì mình sẽ tô màu con rắn ở trên tai con voi màu xanh. Cái này Khánh làm đúng không? Ừ, rất tốt. Tiếp nha. Please. Okay. There. Two. There's a snake in the water too. There is a snake in the water too. Có một con rắn cũng có một con rắn đang ở dưới nước đấy. I know. Color that snake now. À, color that snake now. Hãy tô màu con rắn ở dưới nước thôi. Thôi. Color that snake now. Okay. Which color? Which color? Màu nào? Color the snake on the elephant's ear blue now. What color? Color the snake in the water red. Red. Vậy thì mình sẽ tô màu con rắn ở dưới nước là màu gì đấy con? Red là màu gì? Đỏ. Đúng rồi, rất giỏi. Đúng rồi, màu đỏ. Tiếp nha. Vậy thì con rắn ở dưới nước sẽ là con rắn mang màu đỏ. Được chưa nào? Tiếp. Okay. I'm doing that now. Three. And there's a snake under the tiger. Ah, okay. There is a snake under the tiger. Tiger là con gì nhỉ? Hổ. Đúng rồi. Có một con rắn ở dưới một con hổ. Được chưa? Hổ. You're right. Đúng rồi đấy. Có một con rắn ở dưới con hổ đấy. Chính là con rắn này đấy. Được chưa? Xem tô màu nó màu gì nhá. Color that snake yellow. Color that snake yellow. Hãy tô màu con rắn đấy màu gì đấy? Màu yellow là màu gì con? Vàng. Đúng rồi. Vậy thì mình sẽ tô màu con rắn ở dưới bụng của con hổ là màu gì nhỉ? Vàng. Đúng rồi. Tiếp. Can you do that? Yes, I can. I'm making it that color now. Good. Four. One snake is in the tree. Ah, one snake in the tree. Có một con rắn ở trên cây. Đây này, con rắn bò lổm ngổm trên cây này này con. Anh có nhìn thấy con rắn này không? Đó. Đó, xem nó màu gì nha. Let's color that one now. Let's color that one now. Hãy tô màu con rắn đó thôi. Okay. Okay, được thôi. Can I color it purple? Can I color it purple? Con có thể tô màu con rắn đấy màu tím được không? Yes, you can. Yes, you can. Có thể. Vậy thì con rắn ở trên cây màu gì con? Tím. Đúng rồi, rất tốt. Màu tím. Được chưa nào? Tiếp. Great. The snake in the tree is my favorite color now. Look. Five. I can see a snake between the monkey and the bird. Ah, I see a snake. The snake between the monkey and the bird. Tôi nhìn thấy một con rắn ở giữa con khỉ và con chim. Khánh có nhìn thấy con rắn đấy không? Yeah. Okay, xem nó màu gì nha. Me too. Can I color that one brown, please? Okay, can I color that one brown, please? Vậy thì brown là màu gì nhỉ? Tô brown, vậy là tô màu gì con? Màu nâu. Đúng rồi, chính xác. Thế vậy thì mình sẽ tô màu của con rắn ở giữa con khỉ và con chim là màu nâu. Được chưa? Con rõ bài nghe chưa? Dạ. Okay, giờ thì cô hỏi con nhá. Được chưa? Hỏi này. Some people have pet snakes. Một vài người thì có con vật cưng chính là con rắn. Would you like a pet snake? A pet snake? Thì con có thích một con vật cưng tên là sorry. Thì con có thích con vật cưng là rắn không?
No. No? Why? Tại sao? Tại sao con? Tại sao con lại không thích con rắn là con vật cưng của con? Bởi vì nó sợ à? Nó đáng sợ à? Con là tổ con rắn. Làm sao con? Con là tuổi con rắn á? À thế hả? Cô cũng tuổi rắn. Ok. Con thích rắn. À con không thích rắn hả? Ok, ok. Snakes looks very dangerous. Con rắn thì nhìn có vẻ nguy hiểm và nó thực ra nó nguy hiểm thật. Yeah. Snakes are very dangerous. Okay, so we keep away from them. Thế là chúng ta phải tránh ra cái bọn rắn này, được chưa nào? Đó. Nên là khi nào mà con nhìn thấy con rắn thì con hãy chạy đi nhá, được chưa? Bởi vì nó có thể cắn mình đấy, được chưa nào? Tiếp. Nhưng mà con rắn chạy trước chứ đâu phải con người chạy trước đâu cơ. Đâu, con rắn đuổi đấy, nó đuổi mình đấy. Ok. Ok. Nào, bây giờ cô sẽ hỏi Khánh một vài câu hỏi tiếp này. So can you see the bird's tail? Tail là đuôi. Vậy thì con có thể nhìn thấy đuôi của con chim không? Chim. Con có nhìn thấy đuôi của con chim không? Không. Ơ, đuôi của con chim màu xanh đây thì con. Đây. À. Được chưa? Con đó, con vẹt mà cô. Con chim là một con vẹt là một loài chim mà con. Được chưa? Ừ. Được nha. Ok. Can you see the hippo feet? Hippo feet. Con có thể nhìn thấy chân của con hà mã không? No. No, I can't. Yeah, tiếp. Okay, so put a tick across in the box. Thì bài này là một bài rất quen thuộc với con rồi, là con sẽ đánh dấu tick hoặc là dấu cross, được chưa nào? Con sẽ đánh dấu tick với cái con vật, bộ phận của con vật mà con nhìn thấy. Cô ví dụ nhá. The spider's body. Đây là phần thân của con nhện. Con có nhìn thấy phần thân của con nhện không? Phần người của con. Yeah. Như vậy con sẽ đánh dấu gì nhỉ? Dấu tích hay là dấu nhân? Tích. Đúng rồi. Okay. Tương tự như thế, Khánh làm cho cô từ câu 2 đến câu 10 được không? Được. Ok, con làm đi. Khi nào làm xong bảo cô nhá.
Rồi cô. Ok, cô chưa nha. Nào. Yeah. À, con chưa nhìn được, con chưa làm được câu 3 câu 4 hả? Yeah. Ok, cô chưa nhá. À, số 2 này. À, the tiger nose. Đây là mũi của con hổ, mình có thể nhìn thấy đúng không? Đây chính xác, đây là dấu tích, rất giỏi. Số 3 đó chính là hippo's legs. Thì câu này vừa làm thế con, đây là chân của con hà mã. Mình không thể nhìn thấy chân của nó được đúng không? Vậy cái này phải là cross, được chưa nào? Cross chính là dấu nhân đó con, được chưa? The monkey arms, đây là cánh tay của con khỉ. Thế vậy con có nhìn được cánh tay của con khỉ không? Yeah. No, chỉ nhìn thấy bàn tay của nó thôi chứ, đúng không? Thế vậy đây phải là dấu cross, được chưa nào? Tiếp theo, the elephant's head, đây là đầu của con voi, mình có thể nhìn thấy chứ con, đầu của con voi đây nè. Nè con vẽ lộn. À, con lỡ. À thế hả? Vẽ lộn. Ừ, the giraffe's feet, chính xác, mình có thể nhìn thấy cái chân của con hươu cao cổ đúng không? Tiếp theo, the fish tail, đây là đuôi của con cá. Thì con có thể nhìn được đuôi của con cá không? Yeah. Yes, đúng rồi. Tiếp theo, the bird's eye. Đây là mắt của con chim. Đúng rồi, đây là dấu cross. Không nhìn thấy mắt của con chim được, đúng không? Tiếp theo, the crocodile's mouth. Đây là miệng của con gì nhỉ? Con cá sấu, được chưa? Miệng của con cá sấu. Ừ, mình không thể nhìn thấy miệng của cá sấu được, đúng chưa? Tiếp theo, là the giraffe's ears. Đây là tai của con hươu cao cổ. Mình không thể nhìn thấy hi tai của con hươu cao cổ. Chính xác, rất tốt. Đúng rồi, rất giỏi. Ok, anh làm tốt lắm đấy. Khá tốt. Nào, tiếp nha con. Nào, bây giờ thì con sẽ tiếp tục là một bài nghe. Now listen to Tom talking about his pet. Bây giờ con sẽ nghe bạn Tom kể về vật nuôi của anh, của bạn ấy. Và sau đó con sẽ ghi câu trả lời thế nào. À, trong đây là một cái thông tin về Tom's pet, đó chính là vật cưng của Tom. Thì câu đầu tiên là con sẽ nghe được là Tom has got three. Tom có ba cái gì đó. They live in his. Chúng họ sống ở đâu đó. Tom lives with them. Tom thích làm gì cùng với chúng. Their names are Lucy, Ben and tên của chúng lần lượt Lucy, Ben và cái gì đó. They eat Tom's mom's. Họ ăn, chúng ăn cái gì đó. Thì con sẽ phải nghe được. Và toàn bộ ở đây là thông tin của vật cưng của Tom nhá. Được chưa? Thì bây giờ Khánh sẽ nghe và ghi câu trả lời cho cô nha. Được không? Được không con? À, được không con? Dạ yeah. Con bị ốm hả? Hả? Ok. Nhưng có con hình không cô? Không có hình đây thầy con. Con sẽ phải điền vào chỗ trống. Con điền vào chỗ trống. Được như nào? Bắt đầu nghe nhá. 25D. Animal challenge. Listen and write. Hello. My name's Tom. I love animals. We've got three pets. They're sheep. They say baa baa. Our sheep live in our garden. You can come and see them in our garden. I really like playing with them. They have funny names. Their names are Lucy and Ben and Pat. You spell Pat, P-A-T. They're funny sheep. They eat Mum's flowers. Mum doesn't like that. She loves her flowers. The sheep love them too. Ok, con sẽ nghe được nghe lại lần thứ hai nha. Lần thứ hai này. 25D. Animal challenge.
Cô ơi. Listen and write. Ôi con. Chữ ship nãy viết sai vậy con? Sao con? Từ nào? Từ hồi nãy vừa đọc. Từ nào vừa đọc hả con? Từ ship nào vừa đọc? Từ nào? Chữ ship á. Bạn ship. Ấy nói. Con kiều hả con? Dạ. S-H-E-E-P. Được chưa? S-H 2 chữ E và chữ P. Nào, nghe lại nha. Nghe lần thứ hai. Hello. My name's... Chữ S đi. S-H-E-E-P. Giờ cô viết lên đây nha. Được nào? Nào, Khánh nghe lại lần thứ hai nha. D. Animal challenge. Listen and write. Hello. My name's Tom. I love animals. We've got three pets. They're sheep. They say baa baa. Our sheep live in our garden. You can come and see them in our garden. I really like playing with them. They have funny names. Their names are Lucy and Ben and Pat. You spell Pat, P-A-T. They're funny sheep. They eat Mum's flowers. Mum doesn't like that. She loves her flowers. The sheep love them too. Ok. Con nghe được chưa con? Nghe được chưa Khánh? Nghe được nhưng bị sai chữ. Ok nào, bây giờ cuốn sẽ chữa nha. Đây là đáp án. Mỗi từ. Được chưa? Đây là bạn con làm đúng một từ. Ok. Hello. My name's Tom. My name is Tom. Tên tôi là Tom. I love animals. I love animals. Tôi thích động vật. We've got three pets. We got three pets. Chúng tôi có ba vật nuôi. They're sheep. They're sheep. Đó là những con cừu. Được chưa? Chính xác. Số 1 là sheep. Được chưa? Tiếp. They say ba ba. Our sheep live in our garden. Được chưa? Our sheep live in the garden. Những con vật đó sống tại vườn của chúng tôi. Vậy thì câu số 2. They live in his garden. Chúng sống ở vườn của anh ấy, của bạn ấy. Được chưa nào? Tiếp. You can come and see them in our garden. I really like playing with them. I really like playing with them. Tôi rất thích chơi cùng chúng. Được chưa nào? They have funny names. They have funny names. Chúng có những cái tên rất là vui nhộn. Their names are Lucy and Ben and Pat. Their names are Lucy, Ben and Pat. Tên của chúng lần lượt là Lucy này, Ben và Pat. Thế nào, tiếp nhá. You spell Pat, P-A-T. You spell Pat, P-A-T. B, A và T. Thế nào, tiếp. They're funny sheep. They eat Mum's flowers. They eat Mum's flowers. Câu đó chính là thông tin cho câu cuối cùng. Chúng ăn những bông hoa của bạn Tom. Được chưa? They eat Mum's flowers. Được chưa nào? Ok, được rồi. Thế bài nghe này có khó không con? Bài nghe này có khó không con? Con? Ơ, con không nghe thấy cô nói à? Không, không, không. Ok. Lần sau cô hỏi thì phải trả lời nhá. Như thế nào? Ok,
Hôm nay thì mình sẽ bị học sớm, bị nghỉ sớm 5 phút bởi vì là phần mềm Zoom nó bị lỗi, được chưa? Thì hôm sau mình sẽ học ở trên phần mềm mới và cô sẽ nhờ mẹ cài đặt cho con nhá. Và mình sẽ học bù thêm 5 phút, được chưa nào? Okay, so it is the end of the lesson today. Goodbye and see you next time. Bye. Goodbye. Okay.